Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, một vài câu chuyện đã được kể ở đây để rồi chúng ta đều có thể nhận ra một cái điều nó gần như là chân lý. Thực sự thì mỗi người ở trong cái chăn của mình, ở trong cái vùng của mình thì sẽ cảm nghiệm rất là rõ là mình đang gặp phải chuyện gì và cuộc đời của mình trải qua những điều gì. Và ngày hôm nay thì là câu chuyện gì và là câu chuyện của ai? Thì ngay bây giờ xin mời mọi người cùng gặp gỡ với nhân vật tuần này nhé. Chào em. Em chào chị. Xin chào mọi người. Em tên là Thư, thì năm nay em 26 tuổi. Mọi người biết đến em với biệt danh là cô Quý. Công việc hiện tại của em thì em có bán bánh mì chay buổi sáng và em có bán khô nấm ở trên TikTok. Ngoài ra thì em là một KOL và là một họa sĩ tự do. Rất là nhiều những cái điều đặc biệt luôn. Khô nấm thì tức là khô chay hả? Cái xe bánh mì buổi sáng của mình là ở đâu vậy em? Em bán ở 68 Trần Quốc Thảo. Đó mọi người, 68 Trần Quốc Thảo nha, rồi dễ thương quá. Thế còn khi mà mình theo đuổi cái công việc vẽ tranh của mình á, là thường là mình theo cái trường phái nào? Dạ em thì em vẽ chân dung, em vẽ tả thật. Thực ra thì bây giờ khi mà chị gặp em và nghe em giới thiệu như vậy thì lại thấy có quá nhiều câu chuyện. Thư nghĩ là ngày hôm nay Thư sẽ muốn cho mọi người biết cái chuyện gì? Chắc là về gia đình em và cụ thể hơn là về ba em. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kể về gia đình hoặc là một câu chuyện liên quan đến gia đình. Với cái nội dung nào được coi là cái nội dung gọi là từ đó mà mọi chuyện nó bắt đầu? Ở nhà em thì có ba mẹ và hai chị em là em có hai chị em. Thì mẹ em gửi em vào chùa năm em 5 tuổi. Thường thường thì con nít nó không có nhớ rõ lắm, nhưng mà em nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mà mình vô chùa. Cái lý do mà mẹ gửi mình vào trong chùa thì nó liên quan đến cái lý do gì vậy? Nguyên một tuổi thơ luôn là em chỉ nhớ duy nhất cái ngày hôm đó. Trước hôm đó mẹ em nói với em là sẽ dẫn em tới một nơi này, và ở đó thì có rất là nhiều cây mà có bạn chơi, thì em mới chịu đi. Thì mẹ em gửi em vào đó. Nguyên một tuổi thơ thì em cũng không có biết lý do, cho đến khi mà em đủ lớn lên và gần đây thì em có liên lạc lại với mẹ thì em mới biết là qua lời kể của mẹ thì gia đình em, ba mẹ em thường xuyên cãi nhau, rồi bạo hành ba em, đánh đập mẹ em, xong rồi mẹ em phải trốn đây trốn kia. Sau đó thì mới gửi em vào chùa và nuôi em. Chị muốn hỏi một cho nó chi tiết hơn một tí ha. Cái năm mà mẹ gửi mình vào chùa đó, cái ngày mà mình đến chùa với mẹ, thì thực ra lúc đó thì cơ thể của em, những cái vấn đề về sự hạn chế của mình á, là nó đã bộc lộ chưa hay lúc đây vẫn là một em bé bình thường thôi? Dạ, lúc đó thì em đã như vậy, cho đến giờ thì em vẫn không biết chính xác, nhưng mà em nghe kể lại là do em bị sốt và sốt cao quá thì mới bị em mới như vậy, kiểu bị teo cơ đó. Từ trước cho đến khi em lớn lên luôn, em luôn nghĩ là do mình như vậy nên là mẹ mình mới gửi mình vào chùa và chọn nuôi em, trai của em. Mình có hai chị em thôi, mình và cậu em trai. Cái năm mà mình đến chùa là em trai của mình ra đời chưa? Em trai em thì cách em 2 tuổi. Thế thì cái ký ức của cái ngày mà mình đến đấy, xong rồi mình ở lại đó một mình, sau đó em có cố gắng đi hỏi tìm mẹ với các sư trong chùa không? Cái ngày đầu tiên á, khi mà em lớn lên thì sư chủ trì mới kể là cái ngày đầu tiên em là một đứa trẻ rất là khác. Tại vì em rất là lanh, và mặc dù em chưa biết chữ nhưng mà dường như em biết mọi thứ luôn. Nhưng mà sau ngày hôm đó thì em chỉ có thích chơi một mình thôi, em không có thích nói chuyện với mọi người nhiều nữa. Từ sáng đến chiều thì đến lúc chiều của ngày đầu tiên đó em mới biết là em bị bỏ. Thì em mới hỏi sư cô là mẹ con đâu. Thì sư cô mới nói là mẹ con bỏ con lại đây rồi. Em nhớ là sau đó thì em không có hỏi nữa. Nó rất là nhiều cảm xúc, chứ bắt đầu từ lúc mới vỡ là mình trông xong rồi mình chờ, mình cũng có trách, mình cũng ghét, nhưng mà sau đó thì mình chấp nhận rồi mình thông cảm. Nên là cả một quy trình từ nhỏ đến lớn, cả một quá trình chuyển hóa, nó không phải là chuyện đơn giản. Cái thời điểm nào mình tạm thời dọn dẹp những cái cảm xúc mang tính hờn giận, oán trách, phẫn nộ để mình chuyển nó thành một cái dạng cảm xúc tích cực hơn, thì cái khoảng thời gian đó, năm đó em cỡ bao nhiêu tuổi em nhớ không? Chỉ mới gần đây thôi, nên là nó là một hành trình rất là dài luôn. Khi mà em có công việc, em có khi mà em làm truyền thông nữa, thì em nhận được sự thông cảm, sự yêu thương của mọi người. Và khi mà em nhận nguồn năng lượng tích cực, xong em chia sẻ nguồn năng lượng tích cực, thì suy nghĩ trong em nó mới dần thay đổi. Lúc đó thì em mới cảm thấy là dù sao thì nó cũng đã qua rồi á, giờ mình có trách hay là gì đó thì em và cả mẹ em nữa đều sẽ có một cái gì đó rất là khó chịu trong lòng. Đó là lý do mà em mới quyết định là em nói chuyện lại với mẹ, mặc dù trước đó thì em không bao giờ em có thể nói chuyện với mẹ. Thực ra không dễ dàng gì cho một đứa trẻ mười mấy năm trưởng thành đi qua những cái chặng mà nó cũng rất là
khó khăn với một em bé mà được chung sống với gia đình hoặc là cái cơ thể nó thuận lợi là đã khó rồi. Nhưng mà khi mình phải trưởng thành ở một cái nơi mà mình nó rất là xui ở chỗ đó là cái ký ức của em nó khắc họa quá rõ cái ngày mà em được bỏ lại. Đôi khi một em bé mơ hồ hiểu rằng là mình ở đây rồi mình lớn lên thế thôi. Nhưng mà ký ức của em lại in một cách rất là đậm sâu cái ngày mà mẹ tới và sau đó mẹ đi nhưng mà mẹ không mang mình theo. Thì phải hiểu rằng là suốt những năm tháng nó trằn trọc, khó chịu. Trong những năm tháng đó có khi nào em ngồi em nghĩ là nếu mà mình gặp lại mẹ thì cái câu đầu tiên mà mình nói với mẹ sẽ là cái câu gì không? Em gặp lại mẹ em chỉ muốn hỏi sao mẹ bỏ con ở đây thôi. Thế thì sau đó vì sao mà mình gặp lại mẹ được? Chỉ như mẹ em để trong chùa thì mẹ em, em không biết mẹ em thôi nhưng mà mẹ em sẽ biết em ở đâu. Dạ. Nên là mẹ em có ghé qua, mẹ em ghé qua thăm. Em nhớ là lần đầu tiên thì em không nhớ là cách đó mấy năm mẹ em có ghé qua một lần. Nhưng mà lần đó thì em vẫn nhớ mẹ nhưng mà em không hiểu sao là lúc đó em không có gần lại mẹ được nữa. Nó giống như là một người xa lạ luôn. Và em nhớ là em không có hỏi nhưng mà sư cô nói là mẹ con đó nhưng mà em cứ ngồi em nhìn vậy thôi chứ em không có muốn lại ở đây. Mặc dù nếu như mà không có mặt mẹ ở đó là mình cũng trăn trở là mẹ đâu rồi, nhưng mà đến khi gặp là giống như mình bị block down. Mình lúc đó em còn nhớ biểu cảm của mẹ em như thế nào không? Ở cái lần đầu mà mẹ quay trở lại em chỉ nhớ mơ hồ là sau đó thì mẹ đi về thì mẹ có khóc. Thực ra cũng rất là khó để có thể ngồi đây mà mô tả một cách chính xác là mẹ đã như thế nào. Chúng ta chỉ biết là em đã như thế nào thôi. Thực ra cái cảm giác mà gọi như là đóng băng cơ thể khi mình gặp lại mẹ nó là một cái diễn biến tâm lý thường thấy khi mà chúng ta ở trong tình trạng bị tổn thương. Đến lần thứ bao nhiêu em mới có thể ngồi gần mẹ và nói chuyện với mẹ? Sau đó thì mỗi lần em gặp mẹ em vẫn cứ mẹ ngồi đó em ngồi đó. Sau đó mẹ đi về nó cứ như vậy. Em nghĩ tới giờ thì nó cũng không có gần lại nhau là mấy. Nó chỉ đỡ sơ cứng hơn thôi. Đến bây giờ luôn hả? Có khi nào mẹ trách em không? Có một thời gian em rất là sợ sự tiêu cực. Nhưng mà mẹ mỗi lần mà em kiểu em muốn nói là thôi kiểu bỏ qua mọi chuyện để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn thì bắt đầu mẹ lại kể những chuyện hồi xưa, xong rồi tại này tại kia, xong rồi mẹ than, xong rồi mẹ nói là tại sao em không hiểu cho mẹ. Cái lúc đó em rất là khó chịu ở trong lòng nên là em quyết định là em chặn luôn. Cho tới gần đây thì kiểu bạn đồng hành của em á mới bảo là nói chuyện lại thì cái em mới hỏi. Đó là lần mà hai mẹ con có thể nói chuyện lại gần nhất là kiểu giống như nếu mà mẹ hỏi thì em sẽ trả lời. Còn những lần trước đó thì sao? Gần như là im lặng. Và có phải nói là câu hỏi đầu tiên mà em hỏi mẹ là nó sẽ là một cái màn đối đáp chứ không phải là một người nói và một người nghe. Em hỏi mẹ là mẹ có nhớ ngày sinh của con không? Dạ, để cho lúc mà em với bạn em làm việc á, thường là tụi em cũng muốn coi thử thần số học đó, nên là tụi em cũng có thắc mắc. Em tại vì ở trong chùa em không phải là ngày sinh chính thức thì mẹ em lại nói là không nhớ, nên là em lại bị tổn thương một lần nữa. Em nói là tại sao là ngày sinh của con gái đau lòng nhưng mà không nhớ. Em trai của em thì dường như là cái cầu nối duy nhất mà có thể hàn gắn được cái mối quan hệ này á, thì em trai của em cũng nói là chị về với em lần này đi thì mẹ em mới sửa nhà, mẹ em mới xây nhà. Nên là em cũng quyết định là em thu xếp thời gian và em về sau gần ấy năm. Là bao nhiêu năm? Từ 5 tuổi cho tới nay em 26 tuổi rồi. Là em về nhà chưa? Là duy nhất một lần thôi. Cách đây khoảng một tháng. Là 20 mấy năm, 21 năm mình mới quay trở về. Cái cảm giác của cái việc quay trở về nhà nó như thế nào thưa? Lúc đầu em cũng rất là sợ luôn và em không biết là mình sẽ đối mặt với mẹ như thế nào hết. Em sợ nếu như mà mẹ lại than thì mình không biết phải làm sao. Và nếu như mà mình có làm gì đó mà mình khiến mẹ buồn thì mình cũng thấy có lỗi. Em cũng chuẩn bị tâm lý rồi, xong em bước về. Bữa đó em nhớ là bữa đó là cúng ngày để xây nhà xong á. Mẹ em chuẩn bị cúng xong rồi, sau đó thì hai người chỉ ăn uống xong rồi em đi về. Em nhớ là nếu như mà lâu quá không gặp em dĩ nhiên là sẽ không có thân thiết được, nhưng mà em vẫn mong chờ là có một cái lời hỏi han á, nhưng mà em vẫn không nhận được. Thực ra chị cũng có một câu định hỏi em nãy giờ, đó là trong suốt những cái lần gặp nhau giữa em với mẹ em, trừ cái lần mà mình bị đóng băng cơ thể mình không có nói được gì thì đến khi mà có thể nói được trực tiếp hoặc là nhắn tin, thì có bao giờ mẹ em hỏi
về cái cuộc sống của em trong suốt bao nhiêu năm mà bà để em ở trong chùa nó diễn ra như thế nào? Có bao giờ mình nhận được những cái câu hỏi hay đó từ mẹ không? Thường thường thì sẽ là em hỏi mẹ, mẹ có khỏe không hay là mẹ đang như thế nào thôi. Mỗi lần em muốn nhắn tin hỏi thăm mẹ là em đã suy nghĩ rất là lâu rồi. Và em mới, khi mà em giống như là lấy hết dũng khí rồi em mới nhắn cho mẹ. Thì em mong chờ chỉ là mẹ ok, mẹ sống tốt rồi, con khỏe, có khỏe không? Thì nó sẽ dần dần nó dễ hơn. Nhưng mà lần nào cũng là mẹ cũng sẽ nói về những chuyện ngày xưa, xong rồi tại sao, xong rồi sao. Nói những chuyện rất là tiêu cực. Nên là giờ em... ví dụ đi, nếu như mà em nhắn cho mẹ em cái câu đầu tiên là dạo này mẹ khỏe không? Thì cái hồi đáp của mẹ, của cái tin kế tiếp nó sẽ là cái gì? Mẹ đang bệnh, mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Sau đó là tại ngày xưa ba con như vậy nên mẹ phải để con vô chùa, nhưng mà con lại không hiểu cho mẹ. Nó chỉ có một cái nội dung đó thôi, nhưng mà lần nào em muốn là em nói là mẹ hãy bỏ qua những cái chuyện đó đi. Tại vì dù gì nó cũng không có thay đổi được nữa rồi. Sau đó thì nó bẵn đi là dĩ nhiên nó sẽ sang những ông khác. Nhưng mà cuộc nói chuyện nó lại bắt đầu như vậy nữa. Nên là em vẫn rất là sợ mỗi lần mà em muốn hỏi thăm mẹ. Em có mong muốn mẹ thay đổi hơn không Thư? Em chỉ mong là mẹ bỏ qua những chuyện cũ đi. Cả mẹ và em thì em cũng không nghĩ là có thể như ba gia đình khác là có thể mẹ mẹ con. Nhưng mà em nghĩ thì nếu như mà dành thời gian để từ từ thì nó vẫn sẽ dễ, nó vẫn sẽ thoải mái hơn một xíu. Thực ra đôi khi chúng ta cứ đắm chìm trong cái sự biện hộ về những cái điều mà mình đã làm ở trong quá khứ với một ai đó, mà quên mất rằng là cái điều mà nó cần thiết hơn cái điều đó nữa, đó là cái việc là mình sẽ phải đi chữa lành. Em cần cái sự chữa lành chứ em không cần cái lý do của câu chuyện đã xảy ra rồi. Giờ chị giả định nha, nếu như bây giờ một cái cuộc nói chuyện hoặc là một cái tin nhắn nào đó mà từ phía mẹ, mẹ sẽ dành cho em những câu hỏi là ờ rồi hồi đó đó, lúc mà con ở trong chùa đó, chị nói những cái chuyện ví dụ rất là riêng tư thôi, ví dụ như là khi mà con dậy thì đi thì con làm sao, mấy sư có giúp đỡ con không, hoặc là mẹ sẽ hỏi em là rồi ở trong đó hồi xưa là được ăn uống như thế nào, hoặc là bây giờ mẹ sẽ hỏi rồi dạo này cái công việc của con nó có khó khăn không, thì em sẽ thế nào Thư? Giống như là lần mà đầu tiên em về thăm nhà, em cũng mong là mẹ em sẽ hỏi về cuộc sống của em hiện tại. Tại vì em lên Sài Gòn thì em chỉ có một mình thôi và em tự lo mọi thứ. Nên là nếu như mà mẹ em hỏi như vậy thì em sẵn sàng sẽ trả lời, và em sẽ nói là em tự nhiên em sẽ nghĩ là những cái lý do mà mẹ bỏ em thì chỉ là cái chuyện mà bất đắc dĩ thôi, và tự nhiên em sẽ chấp nhận mọi thứ. Thế thì hình ảnh của một người cha là một cái hình ảnh rất là mờ nhạt nãy giờ trong câu chuyện của mình. Ký ức của em về ba như thế nào? Ký ức trước khi em lớp 3, lớp 4 là lần đầu tiên em nghe giọng của ba. Trước đó thì em chỉ còn một ký ức về hình ảnh, để không nhớ mặt đâu. Nhưng mà em nhớ là hình ảnh em ngồi trong một cái chiếc xe tập đi. Sau đó thì ba nâng em lên và ba em bỏ em qua giường hay là gì đó. Sau đó thì ba cầm cái xe đó và quýnh mẹ em. Thì em chỉ nhớ lại cái ký ức nó như vậy thôi. Còn lại thì khuôn mặt hay là giọng nói thì em không nhớ. Thế thì cái ngày mà mẹ dẫn mình vào chùa là ba không có ở nhà? Lúc ba đó không có thì sống ba chung mẹ em đã như vậy không? Em nghĩ là vậy. Em chỉ nhớ được những mảnh ghép rất là rời rạc. Mình chỉ nhớ là lúc mà mình vào chùa chung với mẹ là thời điểm đó là ba đã không có ở nhà rồi. Thế thì đến năm mình 9-10 tuổi, có một chú là chú đã vô chùa. Chú đó kêu là chú là bác ở bên ba. Xong đó chú đó gọi và để em nói chuyện với ba. Thì em lại nghe được một câu chuyện nó ở một cái khía cạnh khác. Là về qua lời kể của ba thì ba lại nói là mẹ mày hư lắm, không nuôi được con lại quăng vô chùa, không nuôi được thì để tao nuôi, kiểu như vậy. Đó là ký ức duy nhất của em về ba thôi. Sau đó thì ba đã không vô chùa nữa và em cũng không có liên lạc được với ba. Thế mẹ có biết cái cuộc gọi đó không? Em có kể cho mẹ nghe cuộc gọi đó bao giờ chưa? Tức là nếu mẹ coi chương trình hôm nay thì mẹ mới biết. Thế rồi sau đó thì song song với những tháng ngày mà mình cứ mong nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ, thì cái tình cảm, cái mong nhớ mà mình dành cho ba nó như thế nào? Em rất là muốn gặp ba để... không chắc là mình muốn gặp vì mình thương, tại vì mình đã quên hết rồi. Nhưng mà em vẫn muốn là xem thử ba mình như thế nào, có giống mình hay không, mình có giống ba hay không, và ba mình có sống tốt hay không. Thế thì theo những cái nhân thân, bởi vì em đã gặp lại mẹ rồi, thì từ mẹ mình có thể lần ra được gia đình bên nội và gặp được ba không? Qua lời kể của mẹ thì hẳn là mẹ rất là ghét ba, nên là em không có bao giờ hỏi. Có một điều chắc chắn rằng là khi họ không còn là vợ chồng, và những cái diễn biến ở trong cuộc hôn nhân đó đến cái mức mà mẹ em, chị không nói là mẹ đúng hay mẹ sai, nhưng là mẹ đã làm một cái hành động mà thường những bà mẹ không làm, đó là dẫn em để ở trong chùa. Thì chắc chắn là mối quan hệ giữa ba với mẹ em là một cái mối quan hệ nó có nhiều những cái mắc mớ, nó có nhiều những cái gãy đổ.
nên là nghe từ phía mẹ thì có thể cũng không phải là một thông tin thật, mà nghe từ phía ba thì cũng chưa chắc đã là một thông tin thật. Mình lần tìm thông tin thì có thể là bởi vì mình đã biết mẹ là ai và cái người em hỏi có thể không cần phải hỏi trực tiếp mẹ. Thế thì điều gì nó làm cho em dừng lại ở cái việc đó là mình có đủ điều kiện để mình lần ra ba của mình đó? Nhưng mà rồi thì em chỉ để nó là một cái mong ước thôi, chứ em không có hành động. Em không hỏi em bởi vì em ở chung với mẹ. Và có một lần thì em muốn xem hình của em hồi nhỏ, nên là em mới hỏi em hỏi vậy nhà mình có hình của ba không? Em mới nói là em không biết mẹ giữ, nhưng mà mẹ rất là ghét ba. Vượt qua lời kể của em thì em ở với mẹ em mà, nên là mẹ em thấy ba em như thế nào thì nó sẽ thấy như vậy. Em nhớ là từ lần đó thì em không hỏi mẹ em với lại em về ba em nữa. Thế quê của ba thì ở đâu? Em chỉ nhớ là ở ngoài Bắc hay là Hải Phòng gì đó. Em rất là sợ, em rất là sợ những câu chuyện về tiêu cực, tại vì em suy nghĩ rất là nhiều và em sẽ dễ bị ảnh hưởng. Nên là nếu như mà mẹ em kể không đúng về ba thì em sợ là mình cũng sẽ ghét khi mà mình chưa hiểu. Thực ra vậy nè Thư, em có nghĩ để em đang ở trong cái tình trạng này không? Cái mong muốn được nối kết lại với người thân của em á, là cái mong muốn mà ở đó em muốn mọi người phải, dĩ nhiên em không có dữ dằn đến mức độ này đâu, nhưng mà trong phần tiềm thức của em á, là một cái phần tiềm thức nó đòi hỏi một cái chuyện, đó là muốn mọi người sẽ phải có một sự dằn vặt nhất định về cái việc là mọi người đã không có tận tụy, không có đối xử một cách tử tế bình thường với em. Cho nên cái việc mà mình mong muốn được gặp lại là cái mong muốn để cho mọi người thấy được rằng là mọi người đã tệ như thế nào. Nhưng mà căn bản thì cái phần ý thức của em á, em vẫn là một cái người mà không có ác và cũng không có muốn đi tấn công ai. Thành ra là một mặt là có muốn tìm bởi cái sự thôi thúc của cái phần tiềm thức đó, nhưng cái phần ý thức là cái phần mà em cũng muốn bỏ qua mọi chuyện để không cần phải quá đau đớn về quá khứ. Từ đó em cứ dùng dằn trong cái suy nghĩ đó là một nửa muốn đi tìm gặp, một nửa muốn biết họ ở đâu, một nửa thì em không hành động gì hết. Tại vì thực ra ở một cái thế hệ, một cái thời đại này thì cái việc em hành động để em tìm ra được ba em nó không khó, hoặc là chỉ ít tìm ra nhà nội nó không khó, bởi vì chắc chắn là mẹ em phải có nhân thân, mẹ em không có, bà con cũng phải có những người bạn, đúng không? Mẹ em thì từ mối quan hệ của người mẹ có thể lần qua mối quan hệ của người ba mà. Nhưng mà tại sao mình không làm quyết liệt cho đến cùng, là bởi vì thực ra cái vết thương ở trong em á, nó mong muốn gặp bằng một lý do khác. Còn cái ý thức hiện tại của em thì em mong muốn đời mình nó yên bình thôi. Thành ra em cứ bị dùng dằn giữa cái suy nghĩ như vậy mà em không có hành động. Em không có liên lạc với em, mẹ em từ nhỏ đến lớn, nên là mẹ em còn rất là khó để mà liên lạc đó. Cho tới tận đây thì người thân của mẹ lại là một chuyện xa hơn nữa. Hay nói cách khác là em cũng sợ sự thật, em cũng em cũng không muốn chấp nhận sự thật, nên là em muốn bỏ qua như vậy. Nên là một mặt mình vẫn muốn cho mọi người biết được một cái sự thật nó tàn nhẫn với đời mình như thế nào vì cái sự thờ ơ, cái sự không gắn kết của người lớn. Nhưng mặt khác thì em cũng không muốn đối diện với một lần nữa với những cái đau khổ, với những cái lời nói, hoặc là tiếp nhận lại một con người mà mình thừa hiểu rằng là tình yêu thương nó không có đủ đầy. Thực ra chị bóc tách cái đoạn này để làm chi? Để chính em phải là cái người xử trí. Nếu như em vẫn cảm thấy là em không bỏ qua được quá khứ thì em phải quyết liệt cho đến tận nguồn tận gốc. Còn nếu như mà em cảm thấy là không, cái việc tìm tận nguồn tận gốc nó quá khó với mình, nó tốn thời gian của mình, trong khi bây giờ mình đang có quá nhiều việc tốt để mình làm, vậy thì mình phải dẹp bỏ luôn cái trăn trở trong lòng là không cần phải gặp lại. Chứ bây giờ mình không có nuôi giữa như vậy, nó khó chịu. Em cũng không có biết là em nghĩ là ba em có gia đình mới, và em cũng không có chắc là gia đình mới có biết sự tồn tại của em không á. Và cũng như là mẹ em hay là em hay là nếu như mà em vô tình mà em khơi gợi là cái chuyện đó thì nó có thêm một cái gia đình nữa nó lại bị xoáy vào đây. Mình nghĩ cho nhiều người quá. Nhưng mà mình có cam tâm không? Mình có cam tâm với cái việc đó là thôi thì coi như mình đã đến với đời này theo cái kiểu đó là mẹ chỉ là cái nhân duyên để mình được sinh ra thôi. Còn lại thì thôi, mình có thể cái diễn biến trong cái phần đời này của mình là một cái diễn biến mà không cần phải gắn kết với cha với mẹ. Thì bây giờ em có cam tâm với cái suy nghĩ đó không? Là mình lo tốt phần của đời mình, coi như cái nhân duyên với bố mẹ là cái nhân duyên để được sinh ra thôi. Có một giai đoạn khi mà em đã tự lập, em đã tự lo được hết mọi thứ rồi, thì em chỉ
có một mong muốn duy nhất là nếu như em thành công là em chỉ có lo cho mấy em nhỏ trong chùa em thôi. Dạ. Và nhưng mà em thì cũng sẽ em có một cái gia đình là lúc nhỏ cũng giống như là nuôi em vậy, hỗ trợ nuôi em. Thỉnh thoảng mấy chị cũng nói với em là em phải yêu thương mẹ và phải hiểu cho mẹ. Cái điều đó nó mới làm cho em băn khoăn là mình không biết phải làm gì tiếp á. Lúc trước là em lo sợ và em nghĩ về rất là nhiều thứ. Em sợ người khác không hài lòng về mình, sợ người ta có buồn không, tại vì em thì em lại rất là dễ. Nếu như mà em làm người khác buồn, em cảm thấy có lỗi. Nên là em lo sợ rất là nhiều thứ. Những câu chuyện này là những câu chuyện mà em ít, ngay cả người xung quanh em cũng rất là ít người mà em có thể chia sẻ. Thứ nhất là em cũng muốn gặp ba. Và thứ hai là em cũng muốn, nếu như mà mẹ hay là em những người mà giống như là muốn em phải yêu thương, chăm sóc, hỏi han mẹ thì sẽ biết là bản thân em cảm thấy như thế nào. Và nếu như mà muốn mọi thứ nó thay đổi thì phải là cả hai chứ không phải một mình em. Cảm ơn Phương. Cảm ơn em với một cái sự can đảm và thoải mái khi xuất hiện ở đây. Thực ra câu chuyện của em nó có quá nhiều những cái bài học cho tất cả mọi người. Quý vị khán giả thân mến, có những cái sai lầm trong quá khứ là những cái điều mà chúng ta nó đã diễn ra rồi. Những em bé bước ra từ những cái tình huống bị bỏ rơi, nó luôn là những cái chấn thương tâm lý đi theo các bạn ấy cả đời. Có thể dẫn đến cái cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi tiếp tục trong những mối quan hệ sau này, hoặc là luôn luôn là một cái người tự ti vì cố gắng làm hài lòng người khác bởi cái cảm giác bị bỏ rơi đã được gieo mầm khi mà các bạn đó còn bé. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Dùm tụi em nha. Em tên Quỳnh Trung Liệt. Tiếp đi anh. Em sinh 1985 mà trong giấy tờ thì 1984. Quê quán Hậu Phòng, Bạc Liêu. Hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi, công việc của mình là gì anh? Em chạy xe tải cho công ty á chị. Xe tải là mình chạy vòng vòng Sài Gòn hay đi tỉnh không anh? Đi vòng vòng Sài Gòn nhiều. Xe tải cho công ty thì cái thu nhập trung bình của mình như thế nào anh? Tháng thì có khi cũng 10 triệu, có 11 triệu, có 12 triệu. Tại vì tiền lương rồi mình có ra cái chi tiêu mình tăng ca này kia nữa. Trước khi làm công việc này anh có làm cái gì khác không? Trước đó là khi em đi nghĩa vụ ra rồi là em về em chạy xe nhà, em chạy bên nói chung là dịch vụ nhà. Rồi trước giờ anh đã từng lập gia đình chưa? Sao chị? Trước giờ anh đã từng lập gia đình chưa? Em có em nói chung là có lập gia đình nhưng mà nó không có hôn thú đó chị, không có giấy hôn thú. Dạ rồi, vậy thì anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đó giùm em nha. Dạ. Thì lúc trước thì em cũng chạy xe rồi em quen bà xã trên bên phòng hẹn hò của Facebook á. Rồi cưới, rồi về dưới đám cưới này kia rồi nhưng mà không có giấy kết hôn. Rồi trong thời gian sống cũng như là cái công việc của em đi làm chạy xe tối ngày em có ở nhà. Cho nên là đâm ra thì hai người nó có cái mâu thuẫn với nhau trong tình cảm á chị, không có chia sẻ được á. Rồi đâm ra rồi hai đứa ly hôn. Là mình đã có con gì chưa anh? Không có con. À, là ở với nhau được bao lâu? Ở với nhau được 3 năm. Rồi 3 năm mà sao không có con? Là do mình kiên cử hay như thế nào? Không phải không có kiên cử chị, là do cũng như cái công việc của em lúc trước em chạy xe thì nói chung là đi tỉnh không à, không có về nhà, đi lần 5-7 ngày vậy đó, em về làm đi liền, về làm đi liền à, không có ở thành phố nhiều. Rồi nói chung là mình cũng nhận ra cái việc gọi là cái lỗi của mình trong cái cuộc hôn nhân này đúng không? Cái nói chung cái cụm nhân này cũng do hai đứa chứ không phải là riêng biệt về phần của em đâu.
tại vì nói chung là cũng có mâu thuẫn, hai đứa cũng có mâu thuẫn từ trước khi cưới luôn. Rồi bây giờ anh chia sẻ hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi. Giờ thì cũng mong muốn về yêu cầu cái người đó biết quan tâm chia sẻ thôi, chứ còn ngoại hình thì sao cũng được chứ không có đòi hỏi. Rồi ví dụ như tuổi tác rồi cùng hoàn cảnh đã ly hôn rồi kia vẫn ok đúng không? Vâng, đúng đúng được. Rồi còn yêu cầu gì về mẫu bạn gái nữa không? Tuổi tác vùng miền thì sao anh? Vùng miền thì nói chung là đừng có dùng lấy vùng ngoài là được rồi. Khu vực miền Tây miền Nam là được đúng không? Đúng rồi đúng rồi, miền Nam miền Tây là được. Rồi còn yêu cầu gì nữa không anh? Không không có yêu cầu gì. Rồi, chỉ cần okay. Đó là biết quan tâm chia sẻ là được. Dạ rồi. Okay. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Rồi có gì nếu mà có người phù hợp chương trình sẽ báo cho anh ha. Vâng ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị. Những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu nha. Chị tên là Quỳnh Ngọc Hoa. Rồi mình cứ thoải mái chia sẻ nha chị. Là chị Hoa đang bao nhiêu tuổi, chị ở đâu? Sinh ngày 20 tháng 12 1960. Chị đang ở tỉnh An Giang, Long Xuyên, thành phố Long Xuyên. Rồi chị Hoa làm việc gì nè? Nghề nghiệp chị mua bán nhỏ. Mình muốn bán gì chị Hoa? Cũng như là mua bán hàng cẩm thạch này kia nọ gì đó, cái sữa, cái xăm gì đó, như các loại gì đó em. Nhưng mình cửa hàng này của chị luôn hả? Chị mua bán tự do tại nhà em, chị ra chợ. Chị chợ bán là mình có kiosk không? Không. Tại vì kiosk bác không có bằng để mình đi lại mấy cái chỗ quen người ta điện thoại mình đem hàng lại mình bán. Rồi bán này là tháng thu nhập khoảng nhiêu chị? Thu nhập hiện tháng cũng 5-7 triệu rồi em. 10 triệu. Rồi chị Hoa đang ở với ai? Đang ở với thằng con trai út với con dâu và hai đứa cháu nội gái. Đứa lớn thì 8 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Chị có mấy đứa con? Chị có 2 thằng con trai. Con trai chị nay mấy tuổi với mấy tuổi? Con trai chị, con trai lớn là 48 tuổi. Thằng con trai có thể 45 tuổi. Con trai Út là có gần nhà chị không? Chị đang ở với, chung với một con trai Út đó em. Con trai lớn thì ở đâu chị? Con trai lớn thì ở gần bên chị, gần gần cũng cách đó cũng khoảng chừng 500-700 mét ra cơ, cả 1000 mét. Con trai số. Chương trình bên em thì ghi hình ở Hồ Chí Minh á, thì chị có tiện để lên trên đây ghi hình không? Lên ghi hình chị không muốn lên ghi được không Cưng, tại vì chị ở xa đó. Rồi thêm cái nữa chị đi xe chị hay bị ói với em. Dạ vậy không được à, tại chương trình bên em là tham gia là mình phải lên cho thành phố Hồ Chí Minh để mình ghi hình, xong mình lên mình gặp bạn trai để mình nói chuyện trực tiếp luôn á chị. Chị mình phải đi ha em. Dạ đúng rồi, thì rồi, chị sắp xếp đi được không? Được em, để nghe đi thì sắp xếp, chịu khó uống thuốc. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị Hoa. Điểm mạnh của chị thì chị thích vui vẻ, hòa đồng. Vậy thôi. Rồi điểm yếu của chị thì chị hay sai quấy gì chị hay nói ra liền. Chị không có thích để trong bụng vậy đó em. Rồi mình có tài lẻ hát ca gì không chị Hoa? Chị thích hát. Rồi hát đoạn cải lương thì em nghe nè chị. Chị đâu biết cải lương đâu, chị biết hát nhạc à. À hát nhạc trẻ thôi hả? À, nhạc bolero á em. Dạ rồi mình hát đoạn chị. Chị hát đoạn với chị không nhớ nghe chừng chút xíu thôi nha. Dạ. Chị không hồn khở đam mê nha. Đây dạ. Chị nhớ. Ha. Dạ dạ hát đi chị. Vào cuộc yêu tôi mới hiểu tình yêu
Em vui nhưng buồn hơn cũng nhiều. Rồi đó. Rồi. Chị chia sẻ về cuộc hôn nhân của chị đi. Anh chị quen nhau khi nào và sao mà mình... Tại thì chị lúc có chồng chị năm 17 tuổi. Hôn nhân của chị, anh nó mất 5 năm về em. Ừ. Chồng chị mất 5 năm. Dạ, yeah. Anh bị bệnh hay sao chị? À, ổng bị bệnh em. Dạ. Rồi mình cứ chia sẻ về cuộc hôn nhân của chị đi. Anh bị bệnh này là mình bị bệnh gì, mình phát hiện sao, lâu chưa chị? Tại vì ổng bị bệnh ung thư bao tử á. Ừ. Khi phát hiện với bệnh ra thì chưa đạn tháng ổng mắc em. Ừ. Là mình phát hiện giai đoạn cuối hả chị? Nó phát hiện thì đi thành phố thì trên trả nó nói giai đoạn cuối rồi thì nằm viện khoảng 10 ngày cái nó kêu mình thôi đi về đi. Thì như vậy chị mới nhập bệnh viện Long Xuyên tỉnh mình thì nằm chổng cũng khoảng 1 tuần nó kêu đi về. Thì nhà nằm mình thì bác sĩ lại tận nhà cũng chích thuốc này kia nọ vậy đó, nhưng mà trong vòng cũng 1 tuần lễ rồi mất luôn á em. Ừ. Là mất 2 5 năm rồi chị. Rồi 5 năm nay thì chị có tìm hiểu thêm ai khác không? Cũng như chị có cũng có người thương chị, nhưng mà chị thấy thời buổi giờ dối trá nhiều quá, chị cũng sợ lắm em. Sợ nhầm người ta có vợ, rồi sợ cái người không đàng hoàng. Chị sợ đủ thứ vậy chị mới lên chương trình đó. Ừ. Rồi cái này là ai đăng ký cho chị tham gia hay chị tự đăng ký? À, con dâu của chị. À. Chị đâu có biết đăng ký làm mấy cái này đâu. Ừ. Do chị đăng ký cho chị. Dạ. Yeah. Rồi chị mong muốn một người bạn trai như thế nào nè? Chị cũng thích người khoảng từ 60 tới 65. Nhưng mà tính tình hoạt bát, đừng có gia trưởng, vui vẻ, hòa đồng vậy thôi. Nhưng mà chị cũng mong muốn là cái người đó cũng có kinh tế ổn định đó em. Tại vì mình cũng lớn rồi, mình muốn tìm một người bạn để cũng như cuộc sống có hai người, cũng như khỏi phải nhờ con. Chứ mình có nhà có cửa thì tốt, mình ở riêng tư thì nó cũng phải dễ hơn ở chung với con. Ừ. Rồi ảnh chị muốn anh đó là ở cùng quê với chị hay là ở đâu? Ở đâu cũng được. Ừ, ở thành phố thì kia nọ đâu lại cũng được, ở đâu cũng được, nếu mà người đàng hoàng thì tự ok rồi, ở xa gần thì không thành vấn đề ấy em. Ừ, là chị có thể tới nhà anh đó ở chung với anh đó luôn hả? Nếu mà anh đó có nhà thì chị tới nhà chị ở chung, về hai người sống riêng tư để khỏi phiền con, chăm lo với nhau về tuổi già. Chứ nhiều khi mình ở chung với con mình phiền con rồi chị cũng, em hiểu không? Ừ. Mình lớn rồi thì lo bổn phận mình, bây giờ chị tìm bạn là lý do để hai người cùng chăm lo với nhau trong lúc tuổi xế chiều đó, mình khỏi phải bận bịu con. Ừ. Rồi chị còn mong muốn anh nói như thế nào nữa không? À, chị chỉ mong vậy thôi, thì chị cũng mong là cái người đó biết thương vợ, thương con, rồi biết lo lắng cho gia đình. Tính tình thì hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng rồi vậy thôi à. Nhưng như mà ngoại hình cũng phải coi được được chút. Được được là sao? Chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cao khoảng chừng 1m85 lên 1m7 đổ lại đó các em. Ừ. Cao cao chút tại chị cũng 1m6 rồi. Ừ. Thì chị cao khoảng 1m6 đó, người nam nó không phải là 1m65. Hoặc 1m7 thì cũng càng tốt. Yeah. Rồi còn con nặng phải nhiêu được chị? Em nói sao? Con nặng đó chị bao nhiêu ký thì được? Nặng thì 60 ký thì sao cũng được, không sao không em. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của chị Hoa với ban chương trình nè. Bên em thì cũng hiểu được những cái mong muốn của chị rồi. Thì bên em sẽ tìm cái anh nào mà phù hợp với những cái mong muốn của chị Hoa nha. Những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, chị đang ở đâu ha. Cảm ơn, xin chào chương trình.
Mình là Huệ, năm 1982. Mình đang ở Thường Tín, Hà Nội. Và công việc của mình thì đang làm nhân viên văn phòng. Mình cũng đã từng có gia đình và đã đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại thì mình đang có hai con trai và ở với mình. Con trai lớn thì học đại học là năm thứ ba rồi. Con thứ hai thì lên lớp 10. Đó. Rồi chị hỏi mình, chương trình bên em ghi hình ở Hồ Chí Minh á, thì biết là mình có tiện để vô trong đây ghi hình không chị? Nếu như mình có duyên vào chương trình thì mình sẽ vào được. Nhưng mà mình thấy là những chương trình khác hay có người thân đi cùng á, thì chắc là khi nào chương trình mà được lên sóng thì mình sẽ có thể là đi một mình thôi. Dạ. Rồi chị hỏi mình đang làm nhân viên văn phòng là mình làm bên lĩnh vực nào chị nghĩ? Mình làm về giải phóng mặt bằng phát triển quỹ đất của Ủy ban nhân dân huyện. Là mình làm trong huyện? Đúng rồi, mình làm nhân viên nhà nước. Dạ. Yeah. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị Huệ. Về điểm mạnh của mình thì kiểu là sở trường thì cũng là mẫu của một của gia đình, cũng chăm chỉ, cũng độc lập và có trách nhiệm với mọi người. Còn về nhược điểm thì cũng có thể là cũng hay kiểu cản nề á, cũng chưa kiểu hay biết người khác có thể không tốt, nhưng mình có thể là vẫn giúp đỡ chẳng hạn thế, một phần đó trong khả năng kiểu như là hay cản nề. Ừ. À, có khi nào mình bị người ta lợi dụng về tình cảm hoặc là về tiền bạc chứ chị? Thật ra thì lợi dụng thì chưa có, nhưng mà có thể là mình biết là người ta có thể không tốt, mình có thể giúp trong cái khả năng tài chính mình cho phép, đấy là cả nền. Còn bị lừa gạt hoặc gì thì chưa có. Ừ. Rồi mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của chị Huệ nha. Chị với chồng quen nhau khi nào và sao mà mình ly hôn? Mình ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Thật ra thì mình lấy ông xã mình là vì mình quen ông xã mình từ lúc mình học cấp 3, là lớp 11 đó. Cho nên là ông ấy lớn hơn mình chục tuổi. Thì hồi đó vẫn còn trẻ lắm. Thì cũng yêu ông ấy từ cái thời đó luôn đó. Thế xong ông ấy đó học hết học hết lớp 12 rồi khi vào đại học thì vẫn yêu nhau không? Thì thời điểm đó thì ông ấy lớn tuổi hơn mình, nên ông bảo là đương nhiên là sẽ để cho mình lúc học, nhưng mà ý là giảm lực với cái việc là dẫn nhau đi đăng ký kết hôn đó, nên là thì mình đồng ý. Thì thời đó còn nhỏ trẻ á, thế sau đó mình xong đại học thì mình mới lấy lớp. Trong quá trình yêu ông ấy thì không đến với ai khác cả, mối tình đầu không lấy luôn á. Và sau này thì học xong thì 23 tuổi mình lấy ông á, thì cũng sinh được hai đứa. Trong quá trình sống thì cũng chị ơi, chị nói lớn lên dùm em cái bên chị. Cái thứ nhất là chị để sát cái điện thoại xuống dưới bàn ấy, bên em không nghe được tại vì tiếng mất tiếng có. Cái thứ hai chị bị nói nhỏ quá và em không có nghe được đó chị. À vâng ạ. Mình chỉnh volume to lên này, như vậy nghe được chưa ạ? Được rồi nha chị nói lớn lên giúp em ấy nha. Vâng ạ. Thì trong quá trình thì sống ở với nhau thì năm 2017 thì mình cũng có sự cố và chia tay. Thì khi mà chia tay vì lý do là ông cũng có kiểu mối tình bên ngoài á, cho nên là mình cũng không có chấp nhận được việc đấy, thì mình cũng chia tay từ 2017 đến bây giờ cũng được 7 năm rồi đó. Thì cái cuộc hôn nhân của mình cũng trắc trở, nó là như vậy á. Là chị có hai con trai, là hiện là sống sau khi chị ly hôn chồng là con chị là sống hết với chị luôn. Đúng rồi ạ, mình nuôi hai đứa. Và hiện tại là một bạn đang học đại học và một bạn đang học cấp 3. Đúng rồi ạ.
Dạ rồi, là ba mẹ con là sống nhà với nhau thôi đúng không? Đúng rồi ạ. Dạ rồi, bây giờ ấy là từ lúc mà chị ly hôn tới giờ thì chị có quen ai khác không? Thật ra thì cũng đã từng quen một người nhưng mà không có hợp. Người ta cũng không hiểu như là đồng lòng với mình, người ta cũng không không vun vén, kiểu không hợp. Đã từng quen một người đó. Đã từng coi một người không có hợp là không có hợp ở điểm nào chị? Người ta không 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 đồng cảm cùng mình để chia sẻ cùng gánh vác gia đình của mình, cùng kiểu như người ta không kiểu người ta vẫn mải chơi ấy, kiểu thế. Người ta không không giống như mình là mình cũng chỉ chịu khó, cũng chăm chỉ, kiểu thế. Người ta không không đồng lòng cùng mình. Thế cũng quen một thời gian xong cũng thôi. Giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào? Thật ra thì mình mẫu người thì thứ nhất về chiều cao thì cũng cao trên 1m65 này, rồi chủ yếu là người đàn ông cũng điềm đạm, không thích mẫu người nói nhiều đâu, có công việc ổn định và biết thương yêu nhau là được. Rồi ly hôn rồi đang nuôi con như chị được không? Anh thì đương nhiên rồi, bây giờ với cái tuổi của mình thì mình cũng muốn gặp gỡ những người đàn ông mà người ta đã từng trải cuộc sống, thì người ta sẽ có những cái nỗi khổ và người ta trải qua những cái nỗi khổ giống mình thì có thể là đồng cảm với nhau hơn. Về tuổi tác thì sao chị? À thì tuổi tác thì gỡ 45 đến dưới 60 là được, trên 45 dưới 60 đấy. Và bây giờ ví dụ như bạn trai là bắt buộc, có phải bắt buộc là ở ngoài Hà Nội không, hay là bạn trai ở trong Sài Gòn chị cũng có thể sẵn sàng chị vào trong đây, hay là như thế nào? Thật ra nếu như ở ngoài Bắc thì cũng có thể là tiện hơn, nhưng mà mục đích của mình là mình cũng sẽ nuôi đứa thứ hai lên đại học, sau đó thì mình cũng lo được cho nó về cái một cái khoản nào đó để có thể tự lập và ổn định được. Còn nếu hợp nhau thì kể cả trong Sài Gòn hoặc là ở bất cứ nơi đâu mình cũng có thể là đồng lòng được nếu như cảm thấy hợp nhau. Ok chị. Rồi, về ngoại hình thì chị có, ngoài cái mét 65 ra thì chị có yêu cầu gì ở bạn trai nữa không? Thật ra ưa nhìn một chút thì cũng tốt mà. Về công việc của bạn trai thì sao? Thì mình cũng muốn đối phương cũng có một cái công việc ổn định một chút, thì bản thân mình cũng tự lập được về kinh tế, nhưng mà về đối phương cũng 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 tự lập được về kinh tế thì mọi thứ nó sẽ ổn hơn á. Chị có năng khiếu tài lẻ gì không chị Huệ? Về cơ bản thì mình cũng chỉ tận tụy trong công việc, nhưng về tài lẻ như kiểu như là đàn hát hoặc là những cái tài lẻ riêng thì gần như là mình không có nhiều. Không có. Dạ rồi, ok chị. Rồi, hôm nay bên em phỏng vấn sơ lược thôi chị Huệ ha. Nếu mà có người phù hợp á, thì bên em sẽ liên hệ.